bạn nha. Mình hôm đây mình đi đây đã được 2/3 quãng đường ở đây các bạn, trên đường chinh phục và thử thách của mình nhá. Đang đi trên đường lớn, hơi mệt chút, nhiều mồ hôi chút, rất vui các bạn ạ, thoải mái lắm. Sáng sớm xe cộ đi tấp nập, công nhân đi làm. Đi ra ngoài trải nghiệm, biết được các bạn nhiều điều hay thú vị lắm. Rất vui, rất thoải mái. Đấy, nói chuyện tiếp mà chuyện của anh công nhân Thanh Hóa hôm trước thì thật sự là mình thấy rất là khâm phục đấy. Cái người đàn ông tuyệt vời này, người là vợ anh thì là quê ở ngoài này đấy. Đấy, anh ở Thanh Hóa, các con thì ở rất ngoài này. Cái vợ thì không muốn về quê, không muốn về cùng anh ở quê. Thế là anh thương con nên là anh lại tiếp tục ở ngoài này. Thật sự các bạn là anh đã kiên trì đấy, đi làm tháng chỉ được hơn 5 triệu. Về nhà lại còn thi thoảng về quê thì hết tiền các bạn ạ. Rồi là còn mẹ là về thi thoảng lại còn cho mẹ đồng. Anh chia sẻ là thấy là mình thấy là anh cũng dễ xúc động, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Người tốt mà, người tốt thì người ta thường là xúc cảm hay mạnh mẽ, nên là dễ xúc động, dễ khóc, dễ rơi nước mắt. À, mình nói chuyện đây nhỉ. Xin chào các bạn nhé. Mình tiếp tục cuộc hành trình của mình, gần đến đích rồi. Các bạn cổ vũ cho mình nhé. Hồng Nguyễn Channel, kênh hình Hồng Nguyễn nhé. Rồi, ok, xin chào.